Rồi, xin chào tất cả anh em. Tại anh em tôi đang ở trên Thái Nguyên. Đấy, vừa lên có em gái, em tên gì em ơi? Đấy. Em bạn gái của bố tôi sao ấy? Cái quay mặt đi. Tôi giả vờ đây chứ em hàng xóm ấy thôi. Đấy. Đây mấy anh em trên Thái Nguyên nhá. Tôi tạm chiến gấu ạ. Lâu lắm không gặp chiến gấu ạ. Chào cả nhà nhá. Anh em bổ xem nó khoảng 200 người xem bắt đầu với cho xem bạn gái anh Chiến nhá. Bây giờ cho xem tôi chứ đã. Đấy. Rồi, chào An Khánh người đầu tiên này. Chào Lương Thế Văn. À, thằng Ngọc đâu rồi, ra đây em ơi. 41 rồi. Xem 2 phút bắt đầu live xem mà lên tốc độ bao nhiêu nhá. Đang ở Thái Nguyên rất nóng hôm nay lên để khai trương quầy thằng em Đạt em thôi. Đạt đâu nhỉ? Đạt đâu mất rồi? Đạt. Đạt đây. Đang bận rồi. Đấy. Cho cả nhà nhá. Anh em có bạn gái gì mà cần đến nối móng nối mi thì cứ dẫn ra Đạt nhá. Đấy. Đạt nó không nối thì nó cắt. Chào 221 anh em rồi. Đấy. Anh em bổ lên 400 anh em buổi trưa ngày hôm nay nào. Nãy tôi vừa vào tôi thấy có đang có 335 anh em on. Đấy, xem có dùng được hết tất cả anh em đang ngon nào. 275 rồi. Đấy. Đây sao anh em xem toàn thể anh em nhá. Ôi 300 anh em rồi, căng rồi. Anh em đang ngóng ngóng ở đây để kiếm cái gì đấy ăn nhưng mà hình như nó có vẻ hơi ngóng. Thế nào lên khoảng 500 anh em bắt đầu di chuyển để ăn. Đấy, còn khi nào 1k bắt đầu ăn cái khác. Đấy, 342 rồi, 44 rồi. Chào Lương Thế Văn. Đấy. Chào Thành Phương này. Chào Nguyễn Ngọc Huy. Có anh em ở Thái Nguyên thì lên bố trí hôm trước là lên bận quá đi về gấp. Hôm nay lên anh em nào muốn chụp ảnh ngọt thì qua Samsung Phổ Yên Thái Nguyên nhá. Tại anh đang ở đấy. Chào 381 anh em đang xem. Đấy, mỗi người bổ quả sẻ cho lên đến 500 anh em nào. Hay quá vì có khả năng có những người đang chưa on mà vẫn nhảy vào xem được cái này. Để nãy xem có 350 người đang on thôi. Rồi 400 rồi. Hay quá. Xin chào Công Cảnh nhá. Anh Nam Thái Nguyên nhá. Các anh em ở Thái Nguyên thì tí quay chơi cho này lên khai trương quầy thằng của em anh Đạt Trọng. Đấy. Rồi 408 anh em rồi. Angela bảo chiến ngáo này. Chào nhá. Chào Angela nhá. Chiến anh ra mặt quả. Bây giờ Trần Đình Hiếu 416 rồi. Anh em xem 500 anh em xem nào. À, tí nữa tôi lại có chiếc tiết mục đọ rượu tiếp với lại anh em Thái Nguyên. Hôm trước thì có một số anh em bị say muốn quên đường về rồi. Đấy. 422 anh em đang xem, bổ tôi nửa quả xẻ nào, cho lên đến 500 nào. Chào Nguyễn Đức Thắng nhá. Đúng rồi, toàn được em ạ, gái thì bên trong này. Đây và quay xem quầy khai trương của em thôi đây. Nhưng mà trên này nó không làm cho nam, chỉ làm nữ thôi. Đây nhá. Rồi, xin chào Nguyễn Đức Thành. Chào Hữu Long nhá. Nắng hơn Thái Bình rồi em ạ. Đây nắng lắm. Tí nữa sẽ có chương trình quay live stream đọ rượu tiếp. Đấy. Và xin chào đầu tư tài chính này. Nhìn là quen quen thế nhỉ. Đấy, có anh em nào mà cần tiền thì liên hệ với lại Phương Linh. Phương Linh sáng vừa dạo là 60 triệu mà chưa tìm thấy ai là chủ cả. Đấy. Đấy, cho anh theo đây. Đang ơi đang tạo đối tác chụp ảnh nhá. Đấy. Chào 384 rồi, đi non mất rồi. Xin chào sư sói nhá. Đi đâu đấy em ơi? Đi đâu nhiều hoa nhiều rợ đấy? Em. Ờ xin chào. Xin chào em. Đúng rồi, nóng em ạ. Xin chào Đỗ Thành Đạt. Để vào trong đi, để bàn uống nước đi. Chào 406 anh em nhá. Rồi xin chào Châu Mộc. Có anh em ở Thái Nguyên điểm danh cái nào? Có xuống cân không? Mà cho dầm mát tí xem có ai có cầm thì hay hay nào. Anh không hợp đất Thái Nguyên mà lên đây. Ủa sao ra vào đây da đen xì ạ. Đây rồi. Anh cho anh đứng nhờ thêm nhá.
quay vào khu vực bếp đi anh. Quay vào khu bếp thôi. Anh nào anh Quyết đang mở chụp ảnh em ạ. Rồi. Khả năng là di chuyển đấy đi, di chuyển ra nhà hàng ấy chứ đói rồi, nóng rồi. Ta hết mồ hôi rồi. Em đặt mấy giờ ăn? 11 giờ à? Đấy, sao rồi? Đấy, 400, 423 anh em đang xem rồi. Anh em lên khoảng 500 anh em ra nhà hàng xem mà nó cho tôi ăn gì. Thấy bảo nhà hàng này sang trọng lịch sự lắm. Đúng rồi, lừa vào máy lá. Nói chiều tôi có biết đâu. Đấy, có anh em nào mà ra giao lưu thì ra nhà hàng đấy nhá. Khi ra là nhớ đặt bàn ăn riêng nhá, chỉ đến xúc rượu rau thôi nhá. Đấy, lên 500 rồi, 486 rồi. Anh đang ở Phổ Yên Thái Nguyên em ơi. Chào Phạm Thiện Hiệp. Vũ Thanh Thủy để vào đây kiếm ăn em ơi. À, Vũ Thanh Thủy có làm móng làm mi thì lên đây em anh làm ấy nhá. Còn làm cái khác thì anh làm cho. Làm cái khác thì anh làm nó hơi mệt tí không sao cả. Ê, chú Đạt đây, 500 anh em rồi, Đạt kia em ơi. Này, có ai hỏi Đạt này. Nói gì, anh đâu? Chào cả nhà nhá. Ai hỏi chú Đạt đâu, Duy Minh là ai? Chắc không biết đúng rồi, chắc hỏi Đạt kia rồi. Đạt kia. Đạt idol. Đạt idol bên này đây. Duy Minh hỏi anh Đạt nào đây à? Bê cái Samsung về Thái Bình em ơi, không bê được em ạ, nó to lắm. Đấy. xin chào Lê Thanh. Không có cam nào hay hay thì nói chuyện chứ từ nãy giờ toàn chào mỏ hết cả mồm rồi. Quá hết mồ hôi rồi. Hôm nay mấy anh em nào ngoan ngoan này vào đây hết rồi, không có anh em nào mất dậy đi ra đây. À, Phú Tâm thì không ăn em mà hôm trước anh ăn ở đấy còn nợ. Nên hôm nay là không dám đến. Hôm nay kiểu có nằm mới mà ăn thì còn nợ được. Xin chào Đông Phùng nhá. Xin chào 532 anh em đang xem này. Rồi xin chào Chốc Mốc. Chốc Mốc là mà quen lắm nhưng mà chưa nhìn ra mặt. Đấy. Trần My à, anh có làm cái khác nhá, em muốn làm gì nhỉ? Ở đây thì ở quán em anh nó có làm mi móng này. Đấy, còn ngoài em anh thì anh có làm mấy cái khác nữa cho to ra. Đấy. À, Vũ Thanh Thủy và Liên Than Thiên à. Rồi, chuẩn bị lên 600 anh em xem rồi kìa. 500, ui, 3 con 5 kìa, số 3 số kìa. Anh em xe lên 600 anh em xe nào. Em có câu nào hay hay hỏi chứ không chào nhau nhiều đâu nhá. Mạnh nhìn là mạnh chào đấy, chào từ nãy giờ mỏi hết mồm rồi, hoa hết mắt rồi. Đi từ 5 giờ sáng đến 10 giờ mới đến Thái Nguyên đây mà chưa được cái gì vào bụng đây. À, có được hớp nước lọc với lại hít khí rời sóng rồi. Ờ, anh đang trong chỗ đây, em ơi, đang gần nhà Seoul nhá. Đấy, anh em nào biết trên Samsung thì có nhà Seoul, anh em qua đấy, anh em đang ở đây nhá. Rồi, xin chào Nguyễn Hữu Long, đấy. Anh chỉ chén thôi, anh thì anh thật với em là anh mãi không kiêng cái món đấy. Cai mãi không được, thôi kệ em ạ. Các cụ bán gì vụ đấy mà. Rồi, anh không ghi mai cả. Đấy, anh em cứ vào xem livestream mà bổ quả sẻ lên rực rỡ thôi. Đây, để anh quay mấy anh em nhà anh ở đây này. Phạm Quyết đây. Chào cả nhà nha. Đấy. Nàng ơi đây. Anh em chắc không nhận ra đây là ai rồi. Đây, anh Chiến Gấu nha, lâu lắm anh không xuất hiện rồi. Anh Đạt Chọc thì xuất hiện đúng có một tập rồi kìa. Đấy. anh Chiến Gấu vẫn đang mất tích ở dập trước. Đúng rồi, xin chào Đức PM. Trần Xuân Vũ, em rút lại đi, anh không chơi quả bổ 15 quả xẻ đâu, anh chỉ cần em bổ nửa quả thôi. Đấy, bổ 15 quả bổ gì bổ nhiều thế. À đây, đây là Phương đẹp trai trên đất Samsung nhá. Phương này thì 19 tuổi, chưa vợ. Đấy, nhưng mà chuyên là lừa các chị em phụ nữ có bầu bỏ chạy. Đấy, nhìn vậy thì răng răng đính cả đá đấy. Sắp tới thì bảo lưỡi xỏ cả khuyên nữa. Đấy, chị em phụ nữ nó mà vớ được là nhất rồi đấy. Đấy. Nước hoa thì toàn dùng với nước hoa đĩ thoa thôi. Đấy. Nói chung là tôi chơi mấy thằng bạn, toàn bạn nên mẹ mày được cái là rồi, ok. Ở đây à? Ờ. Nhà gì bạn treo toàn mực ống thôi. Đấy, xin chào 560 anh em đấy, quay Phương ấy lên ngay nè. Phương bán hàng đây nhá. Đấy. Ban ngày thì Phương bán hàng, ban đêm Phương bán dâm ở đây nhá. Đấy. Đấy.
À, chú chào đây, xin chào Dương Khang, xin chào 561 anh em. Anh em xe lên 600 anh em cái nào. Từ nãy giờ đợi anh em giật lên 600 anh em mà chả giật gì cả. Giật lên 600 anh em tôi ra nhà hàng xem mà ở đâu, tôi còn qua đây nắng nồi lắm rồi. Toát hết mồ hôi này. Do chiều nay ai nhớ ai mong đỏ hết cả mũi, từ nãy giờ toàn sờn mũi thôi. Kiểu nó quen tay đấy anh em ạ. Không, anh đang trên Thái Nguyên nhá. À đây Vũ Thủy này, đó gì? Ồ, Vũ Thủy cho anh Phương nhá. Rồi em là anh Phương thì có kinh nghiệm về mùm. Anh có vợ rồi. Anh thì toàn dùng tay, nó không như thằng này. Đấy. Dương Phương giới thiệu với đây à. Em mà nhìn này. Vũ Thu Thủy này. Nhìn người trang tráng của tôi nhưng mà rất là to. À quên. chưa biết to không em chỉ không? Trước em anh hỏi em bảo vệ cho anh chưa được dùng. Hôm nào bạn anh dùng bọn anh kể cho anh. Đấy. Đấy em nhá. Đây, em bạn anh năm nay 17 tuổi. Chưa gì sất. Với sinh nhật hôm qua xong. Vẫn còn trinh. Đấy. Xin chào Nam Cà Trọ này. Rồi lại xuống rồi. Thôi anh không đi đâu, anh mệt lắm. Bạn xem à? Làm đàn ông phải mạnh mẽ em nhá. Rồi chứ nào 443 anh em xem này. Đấy bảo xe 600 anh em, bây giờ lại giảm rồi. À đang cắt chương trình đi để dành tí nữa uống rượu nhá. Tạm thời đây nóng quá, cho chào anh em một loạt cái nữa này. Đấy. Đang bọn anh em đang trực thuộc chuẩn bị quay phim à. Ờ xin chào anh em nhá, tí hẹn sau nhá, khoảng tầm 12 giờ đi cho được rỡ nhá. Đấy 400 anh em tí ai xem về khoảng 12 giờ được rỡ. Hiện tại là thôi để dành chứ giờ nắng lắm. Nhưng mà lại lên 411 rồi này. Thì Vũ Thanh Thủy bảo là 17 mà mặt như 71 á. Em nhìn lại nào này. Bạn cười tôi cho em nhìn răng ấy. Xinh gái lắm nè. Đấy. Đấy. Khổ cá là tôi với em chỉ toàn giao lưu bằng mồm thôi. Đấy, chưa giao lưu cái khác bao giờ cả. Thủy nha. Thủy ở Thái Bình. Đấy. Xin chào Thảo Linh. Đấy, Thảo Linh con gái con trai mà tên hay thế. Vẫn còn 373 anh em. Đấy. Chưa thì chia tay nhau được. À, đến đây cái cho anh em. Rồi. Đấy đẹp trai chưa? Anh em xe 500 anh em nào. Sao Hoàng Cò nhá. Đâu anh bảo chào nhưng ngày tôi tiếc không chào nữa. Giờ đang 400 anh em xe mà chào đi chỗ khác thì cũng phí. Thôi cứ giữ lại vậy. Có anh em nào căm nó hay hay tí xem. À đang nói lại cho em cái số vừa ra hôm trước ơi, bảo là khi mà Phạm Quyết là bị thu hết tài sản thì có một số anh em là căm bảo là thu có một cái dây với cái lắc tay với hai cái điện thoại mà đã hết tài sản. Làm cả năm được có bằng vậy. Ô khỉ. Điện thoại Phạm Quyết mua có khoảng 300 triệu, cái lắc nó mua khoảng 150 triệu. Với cái vòng nó khoảng 120-130. Tài sản khoảng tầm tỷ rồi mà nó vẫn bảo làm cả năm được vậy. Anh em thấy đau đầu không? Anh em nào mà căm gì nó căm nó hay hay tí căm vậy nó căm đau đầu lắm. Làm mất cả hứng để sản xuất ra đấy. Nguyễn Hữu Long bảo tối em tỏ tình bạn gái mà không có động lực á. Thôi em tỏ tình làm gì? Để cho các em lớn đi chứ còn nhỏ vậy tỏ tình làm gì? Có, xin chào Phạm Long nhá. Anh đi uống rượu cho Thái Nguyên đây. Rồi, chuẩn bị tí qua nhà hàng Ánh Dương à. Rồi, xin chào Nguyễn Văn Mạnh nhá. Chào 424 anh em, xe lên cho 500 anh em tôi ra nào. Cứ lúc lên lúc xuống cái này đấy như kiểu là con trai mới dậy thì ấy. Đấy, sáng cái chào cờ tối ấy, để đi ngủ vậy. Xin chào Minh Dương. Sao ở đây có Nguyễn Văn Nam bảo anh ơi em đi làm bị công an xích buồn quá. Sao bị công an xích em ơi? Bây giờ làm ăn là phải lương thiện nhá. Đấy, có buôn bán thì buôn bán ma túy chứ đừng buôn bán kẹo ke. Anh treo ở đấy không động ấy chết dở đấy. Nhớ tránh xa đấy này nhá. Xin chào Phạm Long. Anh em mà đang là các dân chơi thì trở thành dân thường ngay mà. Anh nào dân thường thì cố thì thành dân. Ôi thằng Phú Nam này. Đấy, xin phép anh em găm thằng Phú Nam lại nhá. Thằng ranh con này và ai chiêu chồng thì mày vào đây mày bảo xàm lơ quá ấy.
Mày nổ tao điện chỉ cái tao cho em tao gặp mày cái nào. Không biết. Mày em ơi, bao nhiêu anh em đang chào hỏi nhau nóng bức như này vã hết mồ hôi để nói chuyện tiếp anh em. Mày ơi mày bảo ai sao luôn. Tao giờ không chửi mấy đâu nhưng mà mày gặp tao ở ngoài tao không cục như bây giờ. Anh em đấy là danh con này là anh em tìm nó xem nó ở đâu ấy, bảo nó cho tôi nó cho nó cái địa chỉ của tôi ấy. Ai ở tái định cư Trần Lãm số nhà 22 này. Vũ Nam ở đâu nổ luôn này. Cho các anh em nó tìm này. Chào 512 anh em này. Đang nóng bức như thế này vào chào hỏi anh em lên từ Thái Bình lên Thái Nguyên mất 4 tiếng đồng hồ. Đang chào hỏi anh em trên Thái Nguyên nó vào nó bảo mình là xàm lờ. Danh con này. Ô mày nổ tao cái hình ảnh mày sao nào? Sao mày trắng trẻo đẹp trai nào? Xin chào Tuyệt Phúc nha. Chào 615 anh em xem. Anh em ai biết cái thằng Nam Vũ này anh em căm tôi gái này tôi tìm nó tôi xin lỗi nó gái. Vũ Văn Tài xem hộ anh em check em nhà cửa đâu để anh xin lỗi nó gái. Xin chào Minh Thượng nha, bạn đang ở đâu hôm qua què em tôi à? Anh em đang ở đông đây đủ đây cũng 450 mạng rồi bạn này thì không ra đây. Này, Minh Thượng. Thượng ơi. Mình đợi rồi quay nào. Anh em kiểm tra tới thằng Nam Vũ ấy nhá. Đấy, ba anh em đang hỏi thăm nhau đang anh em đang khen đẹp trai chưa hết nó vào nó bảo mình là sao lờ. Anh đặt tên chạy mất tích rồi. Anh em nào ở đây xong 700 anh em nó biết Nam Vũ là ai nhỉ? Kiểm tra cái. Tao nổ luôn tiếng Việt với Nam Vũ này. Tao không chịu chào mai đâu, tao chả đánh em bao giờ đâu. Nếu mà tao không động chạm đến mày ngớ mồm mày vào đây làm gì? Em anh đi. Bảo là xả. Tao bắt mày phải nghe à? Xả. À? Xả quần áo đi vào đấy. Xả quần áo đi vào đấy, xả đồ đi vào anh. Đúng, Nguyễn Hữu Long nói câu phải quá. Anh em từ nãy giờ toàn chào nhau, toàn hỏi thăm nhau xem là công việc, xem là sức khỏe, xem có bạn trai bạn gái đang yêu hay chưa yêu không nhỉ? Yeah. Để giới thiệu cho nhau. Thằng này có đang khoảng độ tuổi là từ 12 đến 31. Không, nó không bảo. Chào 810 anh em xem 13 rồi. Anh em xe lên 1k xem tìm cho tôi thằng Nam Vũ nào. Ai cho tôi cái địa chỉ Nam Vũ này là tôi cho địa chỉ của tôi luôn đây này. Anh tìm ra. Chào 859 anh em. Này chắc không. Thực ra thì anh tìm nó chẳng giải quyết được gì đâu. Anh tìm anh hỏi nó xem là anh nói cái gì nó để nó bảo anh là xàm thế em hiểu chưa? Vì từ lúc live stream bây giờ là mình toàn chào hỏi nhau. Hôm nay lên trên Thái Nguyên để khai trương cái quầy của em anh. Nó mở cái quán spa cho bạn gái nó làm đấy. Nó tử tế như vậy. Bạn trai làm xã hội mà vừa cho bạn gái một cái quầy spa làm như thế. Anh em sống tình nghĩa như thế. Nó quay lên đây chơi nó quay nó bảo mình như thế vậy. Trêu trò thì mày. Ai bắt mày vào đây mày xem mày nhảy vào đây làm gì? Mà cứ mở mồm ra mày có đấy trên mồm ấy. Cái từ ngữ để dành cho nhau chứ cái tốt cái đẹp thì mày lại làm nó như thế đi nó có xứng đáng không? Tao chưa chồng ai, tao chưa đánh ai bao giờ đâu thật. Chưa phải đe dọa ai đâu nhưng mà nếu mày cần gì mày thích gì hay mày ghét tao vậy mày cứ tìm tao. Đấy. Em mày không tìm tao thì mày cho tao địa chỉ tao tìm mày. Tao tìm mày tao chỉ xin lỗi mày chả làm gì mày cả. Chỉ xin lỗi bao giờ mày cho tao xem phép tao rồi thì hết xin lỗi thì thôi. Đấy, cho mày tha lỗi tao thì tao về. Xin chào Nguyễn Du Long. Đấy. Chào 857 anh em đang xe tôi lên 1k tôi tìm xem là Nam Vũ ở đâu. Nếu không anh em thì cho tôi địa chỉ. Địa chỉ là cần gì liên hệ là 0973 21162 quản lý đàng ơi nhá. Đấy. Còn địa chỉ là số nhà 22 tái định cư Trần Lãm. Đấy, cần gì gặp ở thành phố Thái Bình. Hoặc là bất cứ ở tỉnh nào. Đấy, đang ở Thái Nguyên này, đang ở cổng Nam 2 Samsung Thái Nguyên này, gần nhà Seoul này. Thích gì cần gì lên đây gặp. Nó không phải ở khu Nam mà em ơi. Đâu nó ghi là Nam Vũ thôi em ơi. Anh có bảo khu Nam đâu. Anh còn đang chưa biết nó ở đâu đi. Không ai chưa chồng nó chạy mất rồi. Chạy mất. Thôi em ơi, không phải xe đâu chứ chạy mất rồi. Đấy, tôi không chửi gì nó nhá. Không chửi gì cả, chỉ hỏi nó điện chỉ ở đâu để đến để xin lỗi nó thôi. Mình không xin lỗi được thì mình hỏi nó xem nó tha lỗi cho mình không, nó đi mất rồi. Đấy, xin cảm ơn 942 anh em xem, gần 1k người xem rồi. Đấy, chưa nóng bức cái này. Nói chuyện vã hết mồ hôi, tôi dậy từ 5 giờ sáng. Đấy, 6 giờ ăn sáng rồi bắt đầu đi. Đi thì thằng Đằng này là bạn gái đêm nói chia tay. Chắc là gặp nhau yêu cho nó không cho chén hay là nó đang bị ức chế. Sáng đi nhầm đường. Đấy, đi Thái Nguyên không đi, đi Hà Nội.
Thế chậm mất một tiếng đồng hồ nữa lên đây có ông anh ông đặt cho lãng hoa tặng ông em, chưa kịp trả tiền này. Thế lên đây mới nhớ là tiền chưa kịp cầm. Thế đang điện hỏi thăm anh em xem có anh em ở Thái Nguyên để quay qua để giao lưu và chào hỏi nhau để chúc nhau sức khỏe thì chụp nhau kiểu ảnh. Đây là bố trí thì nó nhảy vào nó bảo mình là xàm lờ. Anh em khó chịu không? Ê, 903 anh em đặt thử địa vị vào tôi xem anh em có khó chịu không. Tôi nói thật với anh em, nói chuyện là sầu hết nước bọt rồi, toát hết mồ hôi rồi này. Đấy, phải vào nhờ quán hàng xóm của em gái xinh xinh gái đứng chờ. Cũng may chứ em gái này mà không xinh cũng không dám đứng đâu. Thanh niên kia bỏ chạy đấy em ạ, đúng rồi. Rồi cảm ơn anh em. Đấy. Anh em xem một ca xem buổi trưa ngày hôm nay nào. Vì nãy anh bật live stream lên thì anh chỉ thấy có là 350 anh em đang online thôi. Thế mà khi live stream lên là lên đến 898 anh em đang xem này. Ok Dương Nguyễn nhá. Tất cả anh em nào đang ở Thái Nguyên, ở gần ở xa cạnh cái Thái Nguyên nhá, thì về Samsung một tí anh em có thể giao lưu và chụp nhau kiểu ảnh, hoặc là nói chuyện cùng nhau. Ngày hôm nay Mạnh có một ngày trên Thái Nguyên, tối nay sẽ lại về lại thành phố Thái Bình để chuẩn bị phim phò cho anh em xem sắp tới. Đợt này phim thì đóng nó bị nhanh nhang quá, thế ra là bố cục nó đang bị linh tinh, chưa đâu vào đâu cả. Đấy là cũng đang mất hay. À cái thằng Mai Lĩnh này nữa. Anh em hôm nay để cam thằng Kim thằng Mai Lĩnh này. Đấy. Nay rất nhiều cái thằng thành phần gọi là bố đời vào đây. Anh em lại tìm tôi Mai Lĩnh này, nó bảo là địa vị cái. Không biết nó mắng ai anh em ạ. Mai Lĩnh nổi tiếng việc mắng ai nào. Bởi vì chưa biết mắng ai, nhưng mà mắng ai mắng vào đây mà nói chuyện về đều đệm là không thích rồi. Đấy. Sống được thì sống được đàng hoàng, không sống được thì đi chỗ khác kiếm ăn. Chứ ở đây là không sống thì chết à? Sống được thì sống cho đàng hoàng, không sống được thì chết đi. Đấy là một trong những anh em ngoài kia đang bảo vậy. Ok, xin chào. Anh em biết Mai Văn Linh là bạn của ai không? Cam lại cho cái nữa xem tình như nào nào. Tại Duy em tìm cho em xem cái thằng Mai Linh như này không biết chửi ai. Vì cam bên này là anh Nam chưa biết chửi ai. Nói gì để đấy, chưa nói chính xác là ai cả. Nhưng mà có là ai, bạn này. Bạn này bán kiếm bà luôn, không quả xem quả live stream. Bạn kiếm tôi lại Văn Linh ở đâu. Đấy, anh bảo nó ở đâu thì mình đến. Bây giờ tôi bảo nó không bảo. Bây giờ là bạn ta bảo Văn Linh này, bạn ta bảo là mày ở đâu, cho tao địa chỉ cụ thể để bọn tao cách xa ra nhà mày đâu, bọn tao còn né. Chứ anh em tôi có là anh ai đâu, có chiều dòng gì ai, có dám đánh ai, ai nói to tao nói nhỏ, mai nói nhỏ tao không nói nữa chứ. Ai chỉ cần nghe đánh nhau là đã đi mất tích rồi chứ. Đây nha nào, anh em chuẩn bị ra quán bây giờ nhá. Ở đây có Mai Linh mà nổ địa chỉ không dám nổ à. Ở đây đi ra xem, ra là tìm thành phần này, thành phần nào đó ở đâu anh em không tìm được Mai Linh là ai à. 916 anh em không tìm được Mai Linh là ai, bảo tôi cái nào. Ai bảo Mai Linh là ai, ai cho số điện thoại của Mai Linh, tôi cho 200.000 bây giờ. Có một phút để tìm ra thông tin. Anh em tìm tôi cái nào. Đang 927 anh em rồi. Đúng, mày bảo Linh mày cho địa chỉ của mày đi, tao cho mày 200 luôn. Gửi luôn tài khoản luôn, banking luôn. Hôm nay không biết là do nóng bức hay là bị chập nhiều. Đúng rồi. Không, nhưng mà tôi đi lên xe đây. Anh em không tìm một tôi rồi đấy à? Đây, anh em bỏ hết máy ra check của tôi cái nào. Đi lấy xe đón em này. Chào 938 anh em, xe đây 1K xem nó ra nào. Đang ở Samsung Thái Nguyên đây, nổ luôn địa chỉ đi. Anh Mạnh ơi, thời đại 4.0 rồi còn nhiều người trẻ trâu. Ok, trâu mốc, thực ra là không biết như nào cả. Nhưng mà lên xe đã cho đỡ nắng đã. Dừng. Đi anh em ơi. Đó. Xem à. Anh em không tìm một tôi cái Mai Linh ở đâu à. Đấy, 1K người xem rồi, 988 rồi. Đây, tôi lại có mặt đây. Anh em ai giúp tôi tìm được cái Mai Linh ở đâu nhỉ. Đây, tôi Phạm Quyết đằng sau đây. 1K người xem rồi. Chị tìm Mai Linh nhỉ. Đang chị tìm Mai Linh. Thực ra tìm thì cũng chỉ để xin lỗi xem, hay là hỏi là vấn đề trêu chồng gì mà lại phải vào đây căm cái vớ vẩn này. Nhưng mà vấn đề là chưa biết Mai Linh là bảo ai. Từ nãy giờ đợi mãi không thấy cam này được Mai Linh rồi. Mà nói chung là thành phần để bỏ mẹ đi anh em. Vì ảnh đại diện không có thì nói chuyện làm cái gì, đúng không? Con này. Ảnh đại diện đang không có đây.
Thôi tên thì tên vớ vẩn thì tìm ra được. Nên là có cho các bạn 200 nghìn, cho các bạn 2 triệu thì chắc các bạn chỉ chịu chết. Ok hiểu nhá, anh bây giờ ra là nhà hàng Thái Dương 2. Anh đang ở nhà hàng Seoul đây này. Nhưng mà ở đây nó làm sao ấy, đang di chuyển ra nhà hàng Thái Dương 2. Anh em nào ở Thái Nguyên thì anh em ở Thái Nguyên thì đây lên chế này. Anh ở Thái Nguyên thì qua đây chơi với anh em tôi nhá. Anh em biết nhà hàng chém. Đây đi theo xe kìa, mấy xe kìa. Ờ nick ảo em ạ. Không sao anh cho out rồi. Xin cảm ơn Vũ Thành Đoàn nhá. Thực ra là có tiền thì ai cũng muốn ăn mặc sang trọng lịch sự. Nhưng mà anh thì cuộc sống của anh vẫn là bình dân như anh em thôi. Thôi sao lại hết mạng thế này. Xin lỗi anh em, mình vừa xong bị mất mạng. Bây giờ lại rồi. Anh em xem 100 người, à 1k người xem cái. Thực ra thì ai cũng muốn ăn mặc sang trọng lịch sự. Chẳng qua là điều kiện nó chưa có. Còn ăn mặc đẹp là tôn trọng người khác. Anh em nãy vừa xong cáu mà sờ cái kính cay thằng Mai Lĩnh sọt cả máu này. Điên thật ý. Làm vũ chuyển thằng Mai Lĩnh này. Chào 733 anh em đang xem này. Mạng lấy lại bình thường đấy ạ. Vừa xong chắc là dùng wifi cái quán ấy xong rồi di chuyển lên xe. Thế nó bị mạng nó kém đi, bây giờ nó đang dùng lại 3G rồi. Anh em xe lên lại 1k nói chuyện cho vui nào. Mỗi anh em ở đây ai yêu quý tôi thì bổ tôi một quả sẻ cho lên 1k tôi cái nào. Đấy tốc độ vẫn đang lên 800 rồi. Ok xin chào, cảm ơn tất cả anh em. Anh em xe lên lại 1k tôi cái cho nó VIP nào. Vì vừa xong do dùng wifi nên là mạng nó bị đẩy mất. Đấy, Phạm Quyết thì tí sẽ thay tôi uống rượu với anh em Thái Nguyên. Như hôm trước lên đây uống toàn một cốc cối rồi sợ quá. Đấy hôm nay là nghĩ là khiếp rồi. Đấy 808 anh em bổ là 1k được xem thôi cái nào. À đã nói về chuyện là ăn mặc giản dị. Thực ra là không có điều kiện phải chịu, phải ăn mặc áo 100-200 nghìn thôi. Còn nếu mà có tiền nhiều thì ai cũng ăn mặc đẹp. Bởi vì ăn mặc đẹp là một trong những cách để tôn trọng người khác nhìn. Còn cuộc sống thì kiếm tiền để tiêu mà anh em ạ. Chẳng qua tôi vẫn đang như anh em thôi. Cuộc sống vẫn đang vẫn là cái mức bình thường vậy thôi. Chưa có đâu tiền mà ăn tiêu sang chảnh cả. Nên là quần áo mặc nó như thế. Chứ tôi mà lắm tiền nhiều của tôi cũng phải ăn mặc đồ VIP đồ hiệu chứ. Hiện tại nó chưa có nên thôi thì cứ vậy đã, khi nào có tính tiếp anh em ạ. Hiện tại cứ có áo 100 nghìn với 200 mặc tốt lắm rồi. Đấy chứ không như ngày trước tôi phải mua áo 30-40 nghìn mặc ấy. Xin chào 753 anh em đấy, hơi ít rồi. Anh em bổ cho lên tí chứ. Anh Dương Ba đây à? Ở đây rồi đâu. Đấy còn xin chào Hải Đức. Đúng rồi, anh khai trương spa của đứa em anh nhá. Anh có thằng bạn trai, thằng của em trai. Đấy nó đang yêu thôi mà nó vẫn mở cho bạn gái nó một cái spa để công việc ngon lành. Bạn thân ơi. Giê-xu. Ok. Tí tôi gửi cho bạn luôn đi, công an công sự bắt bảo anh không phải bắt em. Đấy, em làm ở đời TV anh hiểu chưa? Đấy. Nên bạn nó đi xe bất cứ từ Bắc vào Nam là không bao giờ người ta bắt cả. Thôi chỉ có biển thôi. Đang này tí kỷ niệm anh mà lấy luôn không tí quên. Kỷ niệm anh như là thượng. Đấy. Đây là một trong những fan chân chính của tôi xin một cái biển của đoàn. Đấy. Chào tạm nha. Đấy. Đấy. Thay mặt đảo chính phủ của tao bạn nha. Đi bất kể tỉnh thành nào cứ mang đấy nha. Đấy, bạn cứ dắt xe thôi. Đấy. Tôi hôm nay anh em mình không đấu rượu nhau nha. Đây là thượng hôm trước đấu rượu với tôi. Đấy. Và đây. Anh chiến tao tặng. Đấy. Chào 785 anh em. Đấy. Anh cứ quả biển đi từ Bắc vào Nam không bao giờ công an vẫy cả. Đấy, lúc nào cũng vậy thôi. Chào tám nha anh em nhá. Đấy, hiện tại anh em tôi đang di chuyển. Giờ Phương ơi, vào đây em ơi. Đấy. Chào 816 anh em mà quay này. Anh em bon mồm mà tôi tặng mất cái ấy rồi anh em ạ. Bon mồm tôi tặng mất cái biển của nhà mình rồi nhưng không sao. Đấy, hôm nào để làm lại khác. Quan trọng là anh em yêu quý để xin là tốt rồi chứ. Sợ anh em mà bỏ ra mới sợ rồi đúng không? Thầy Văn à? Vâng, đây 760 anh em rồi. Ai bảo cái gì phản nặng hơn. Đây, ngồi là nói tiếng nào. Đấy.
có tiền đâu mà mua Lamborghini, anh xe đang đi thuê này. Ok, thuê ra nhá. Vậy có biển phạt nặng hơn á? Không, không chê đâu. Thực ra thì xin chào anh em Gang Thép nhá. Anh em Gang Thép ở dưới Thái Nguyên. Đấy. Thực ra không phải có biển phạt nặng hơn bởi vì nói thật anh em là anh em biết cái kênh của mình làm thì góc độ là chuẩn trí, nên là kể cả anh em công an đi có gặp thì người ta cũng không làm vớ vẩn đâu. Nên là anh em cũng đừng có cậy vậy mà cứ phóng nhanh vượt ẩu là chết dở, như là đoàn Vin đoàn gì là cũng không chơi đâu. À xin chào, đã về rồi à? À. Em ra đi chơi mọi người đi, em đặt xong lại bận. Lại bận. Em đi cưới. À. Các cưới từ sáng nay nên là em chơi mọi người. Ok em. Ok. Em cũng không lắm mà chụp chẹt. Ờ, xin chào. Anh đang ở Samsung Thái Nguyên nhá. Xin chào Nguyễn Việt Thật Điệp. Có anh Nguyễn Cần chào anh Chiến Gấu kìa. Chiến Cai ngồi đây anh em ơi. Có khỏe không anh Cần ơi? Chào mọi người nhá, chào anh em. Đây cho anh em xem Phương em cái đấy. Phương em đang mất cân bằng. Hôm qua vừa đi biển giả về hôm nay đã ở đây rồi đấy. Rồi khả năng là chào anh em cái xong rồi tí ấy nhá. Chào anh em xong rồi tí là chia sau nhá. Chỗ nào ô cảm ơn Nam Tào. Không đứa gái nào ông có mẹ sợ. Chết luôn đấy. Ông Yến nhà em đi đi. Đứa nào ở dưới là thả tim em là. Ờ xin chào đồ tí điên nhá. Mặt cười. Chú lại thế anh. Thì anh chém được khảo rồi, đâu có biết anh đi con mình dạo mà chén được nhiều gái đâu nhỉ. À thế giờ cứ đi con mình dạo chén nhiều gái à? Tôi thấy bạn là tôi chén lắm. Hả? À, gì bà? Uống rượu làm cái gì? Rồi đi ăn đi uống, đi ăn đi. Bây giờ em ra đây ăn này là uống rượu. Anh uống được. Nếu mà bảo ăn thì là cứng kìa. Thôi chào anh em nhá. Phương bảo là mạnh cũng uống, mình anh uống được. Chào anh em, tí thi đấu sau, xin chào anh em, chào tất cả anh em nhá. Xin chào, đấy.